NASA, ESA chụp được quái vật bẻ cong không thời gian, xé thiên hà làm ba. Một quang cảnh vũ trụ ngoạn mục, trong đó một thiên hà xoắn ốc tưởng chừng bị xé làm ba đã được kính viễn vọng không gian Hubble, NASA, ESA ghi lại, tiết lộ sự hiện diện bí ẩn của thứ gì đó bẻ cong không thời gian. Theo Science News, các nhà thiên văn gọi sự kiện thiên hà tách làm ba nói trên là vật thể của Hamilton. Trong đó, thiên hà nói trên thực tế không bị xé ra, mà một thứ bí ẩn khác đã tạo ra hai bóng ma méo mó của nó, đánh lừa kính thiên văn của người trái đất. Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Timothy Hamilton từ Đại học bang Shawnee, tiến sĩ Richard Reeves từ Đại học Hawaii, Mỹ và tiến sĩ Jenny Wagner từ Đại học Heidelberg, Đức cho hay, hiện tượng này là do lực hấp dẫn khổng lồ của một cụm thiên hà chưa được phân loại đã làm cong không thời gian. Quan sát sâu hơn nhờ kính thiên văn WMKC đặt tại Hawaii, họ phát hiện ra cụm thiên hà tiền cảnh là SDSSJ22301047081017-8, cách chúng ta tới 7 tỷ năm ánh sáng. Sức mạnh làm cong không thời gian của nó đã khiến vùng không gian trước tầm quan sát của Hubble trở thành một thấu kính kỳ ảo. Các hình ảnh phía sau đều bị nhân lên làm méo mó. Hiện tượng này từng được tiến sĩ Timothy Hamilton quan sát trước đó khi quan sát các quasar, tức chuẩn tinh, tức là các lỗ đen siêu sáng, siêu mạnh, cải trang thành ngôi sao khi quan sát thông thường từ trái đất. Các chuẩn tinh cũng đủ sức bẻ cong không thời gian và làm những hình ảnh đằng sau nó bị biến đổi quái dị. Do vậy, các hiện tượng tương tự được giới thiên văn gọi là vật thể của Hamilton. Nghiên cứu vừa công bố trên Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Từ khoa học.tv, Độc Lạ TV tổng hợp và đưa tin. Đón xem những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ tại Độc Lạ TV. Đăng ký ngay kênh YouTube Độc Lạ TV để theo dõi những thông tin thú vị và mở mang kiến thức mỗi ngày.